Chào con chúc em chị. Anh đi bật một. Tại vì một phút hỏi cái ca là bệnh nhân trẻ nữa, đã lại đi kiếm bệnh nhân trẻ không? Không phải. Gracias.
có thể là cho trò về chứ không có cần phải làm gì có lâu rồi có khả năng là ngày mai trở về cũng có thể tốt hơn cho gia đình trong gia đình giúp đỡ mình dễ hơn còn ở đây em có một mình em đâu có ai giúp đỡ em được đúng không với lại điều kiện tính cái nước dài em cũng nhẹ ha với lại không cần thiết phải làm việc lâu ngày mà ở đây thì dễ nãy hơn giữa ba đêm Vừa 13 vậy.